Wow, đồ chơi nhiều quá ta. Đâu con có gì, con có gì con đưa lên cho các bạn coi này. Con làm đi, con cầm cái gì đó. Đâu con cầm lên con nói cái này là cái gì? Gì đó. Con tên Hiếu hả? Thì bé này tên gì? Con để búp bê trong gỗ hả? Rồi trong gỗ có gì nữa vậy? Cái đó gì? Rồi có gì nữa? Ủa rồi con này con gì? Con gà. Con đó con gì? Con gà hả? Rồi con bên kia? Con nói đại đi, con này con gì nè? Chú hỏi con nói. Con này con gì? Con không biết nhưng mà con không nói. Sao vậy? Con này con gì? Con cũng biết nữa. Hiếu chơi đi. Con gáp cái đó cái nhà hả? Rồi con này cái gì? Con đó con gì? Rồi cái vòng này vòng gì? Con gáp cái vòng đó để làm gì? Cái chuồng hả? Cái chuồng để nuôi con thú đó đó hả? Hay quá ta. Con đó con gì vậy? Con voi hả? Con voi con bỏ vô chuồng đi. Chiếc xe đó chở gì vậy? Ủa con đó con cầm con gì vậy? Con gì? Con bọ rùa hả? Ồ con bọ rùa bự quá ta. À, đồ chơi nhóc hết trơn nè. Qua wow, hình gáp nè. Đây là hình gáp phải không? Rồi con này con chó phải không? Con này con vịt phải không? Cái này là cái gì? Búp bê với cái dạy con chưa có thay được. Con này búp bê phải không? Còn này, này này là búp bê nữa hả? Wow, hai con búp bê luôn phải không? Con này con gà hả? Tắt. Rồi cái này là cái hộp. Hộp hả? Con heo nè, con heo nè. Con nói con gì? Con heo luôn. Con heo luôn hả? Qua wow, nhóc heo chân vậy? Nhóc heo chân ta. Còn mấy cái này là cái gì? Cái tấm hình đập hình đó. Hình để mình chơi đập đó không? Qua wow, có chiếc xe bự quá nè. Hình liên quân. Qua xe này để chở gì đây? Chở búp bê hả? Quá wow, con này con gì con bự quá nè. Con gấu. Quá wow, con gấu bự thế. Con gấu này để ở đâu đây? Gấu này mình đặt ở đâu cho nó đúng đây? Có chỗ rồi. Có chỗ hả? Con gấu để cho xe ha. Rồi để cho xe chở gấu đi ha. Rồi để cho xe chở gấu đi nè. Rồi chở đi qua đây ha, qua trong cái chuồng thú ha. Rồi con vịt này nữa nè. Cái đó là con gà. Gà. Wow, đồ chơi nhóc hết trơn nè các bạn. À, còn cái này cái gì đây? Này gì đây? À con heo. Con heo này có thể mình bỏ tiền vô được nè các bạn. Đó. Mình tiết kiệm tiền được đó nha. Ngày bỏ vô đây 200 đồng thôi. À con này con gì đây? Con heo luôn. Ồ con heo nè hả?
Hiếu kia nội kìa. Rồi, video đến đây kết thúc kìa các bạn.